nhận đồng với anh là một người con trai nhút nhát ngại ngùng, nhưng mà vẫn lấy cái dũng khí để tỏ tình với em. Chín năm là một thời gian dài và cũng không dài cũng không ngắn, nhưng mà anh mong chúng ta sau này sẽ luôn luôn hạnh phúc và có nhau. Yêu em. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, thì bên nội thì cũng có nhất lễ chấp các lễ, là coi như là xin tháng dầm ngọ hỏi cháu Xuân Ánh về cho gia đình. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, thì bố mẹ là cũng làm lễ đính hôn cho hai con Hoàng Dinh và Thục Anh, thì cũng mong rằng hai con sẽ nắm tay nhau đi hết cuộc đời và hạnh phúc trong cuộc sống, trong công việc làm ăn thuận lợi, và đời cũng sớm sinh cháu nội cháu ngoại cho gia đình hai bên. Một lần là chúc cả con là hạnh phúc đến trăm năm. Và hôm nay là ngày đính hôn của hai con, mẹ cũng mong muốn các con hạnh phúc viên mãn, tròn đời bên nhau, các con thành công trên chặng đường. Thì bố mẹ thì chúc hai con gắn kết bên nhau hạnh phúc, cùng với nhau đi một cái chặng đường mới. Bố mẹ chúc phúc cho hai con. Thì chúc mừng hai con nha, hạnh phúc viên mãn bên nhau. Chúc mừng hạnh phúc hai bạn. Mình chơi với bạn cũng được hơn 10 năm rồi, thì hôm nay là ngày vui của bạn, thì bọn mình chúc bạn luôn luôn hạnh phúc. Chúc mừng hạnh phúc.